kính chào quý vị đến với bản tin ngày 11 tháng 11 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Canada được xếp hạng là quốc gia tốt thứ hai trên thế giới. nước vẫn giữ vị trí đầu bảng, Canada, Nhật Bản vượt qua Anh giành vị trí top 3. Thủ tướng Trudeau sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Three Amigos đầu tiên kể từ năm 2016 tại DC vào tuần tới. Nhãn vaccine Johnson Johnson AstraZeneca được cập nhật để bao gồm cảnh báo rối loạn tự miễn dịch. Ontario dừng kế hoạch dỡ bỏ giới hạn sức chứa ở các cơ sở rủi ro cao do số ca lây nhiễm gia tăng. Alberta triển khai phương pháp điều trị COVID-19 ngoại trú COVID-19 đầu tiên. Các chuyên gia cảnh báo rằng nó không thể thay thế vaccine. Toronto công bố chi tiết về việc triển khai vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 cho tới 11 tuổi. Điều trị thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí đã trở lại ở Quebec, nhưng có những hạn chế. Bạn biết gì về biểu tượng hoa anh túc? Tại sao chúng ta mang lại hoa anh túc vào ngày tưởng niệm? Trong bản tin thế giới, chính quyền Biden công bố thỏa thuận cung cấp vắc xin Johnson Johnson COVID-19 cho các vùng xung đột. Nga cử máy bay ném bom tai quà Belarus đổ lỗi cho EU về thảm họa người di cư. Trung Quốc và Mỹ bất ngờ công bố kế hoạch hợp tác các giảm khí thải. Vàng biết Bitcoin tăng giá kéo theo việc gia tăng phòng ngừa lạm phát sau khi CPI tăng mạnh nhất trong 3 thập kỷ. Nhà sản xuất dây dép hàng đầu thế giới đối mặt với tình trạng thiếu lao động tại Việt Nam. Tàu chở dầu của Việt Nam bị Iran bắt giữ được thả tự do trên vùng biển khơi. Tuấn Linh, Võ Hàng Anh xin kính chào quý vị. Và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện và là tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất phát hành tại Canada. Nếu bạn thường xuyên xem chương trình này và yêu thích nó, xin quý vị hãy bấm like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Canada được xếp hạng là quốc gia tốt thứ hai trên thế giới. Đức duy trì xếp hạng thương hiệu quốc gia hàng đầu. Canada và Nhật Bản vượt qua Vương quốc Anh để lọt vào top 3. Theo chỉ số thương hiệu quốc gia Enho Ipsos NBI năm 2021, Canada đứng thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu, chỉ đứng sau Đức. Đức đã giữ vị trí hàng đầu trong xếp hạng NBI năm 2021, năm thứ năm liên tiếp nhưng Canada đã nhích gần hơn đến vị trí dẫn đầu, nhảy vọt lên vị trí thứ hai từ vị trí thứ ba vào năm 2020. Báo cáo cho biết, xếp hạng đầu tiên trên các chỉ số quản trị, con người, nhập cư và đầu tư, cũng như xếp hạng tương đối ổn định về xuất khẩu, du lịch và văn hóa đã góp phần vào xếp hạng kỷ lục của Canada vào năm 2021. Năm nay, NBI đã tổng hợp danh sách của mình từ 60 quốc gia và bao gồm hơn 60.000 cuộc phỏng vấn trực tuyến để thu thập dữ liệu và đưa ra bản xếp hạng toàn cầu này. Ipsos là công ty phân tích và thông tin chi tiết lớn thứ ba trên thế giới, đã xếp hạng các quốc gia dựa trên nhiều yếu tố khác nhau để xác định danh tiếng tổng thể của họ và mức độ nhận thức tích cực của quốc gia đó trên toàn thế giới. Điểm tổng thể của Canada cho năm 2021 là 70,64, xếp sau điểm số hàng đầu của Đức là 71,06. Đức đứng ở vị trí đầu tiên trong số 60 quốc gia trên chỉ số thương hiệu quốc gia NPI lần thứ bảy nói chung và là năm thứ năm liên tiếp. Với xếp hạng hàng đầu của mình trong năm nay, Đức hiện đã đạt ngang bằng với kỷ lục của Hoa Kỳ trong 7 năm là quốc gia được NPI bình chọn hàng đầu. Năm quốc gia hàng đầu được xếp hạng như sau: Thứ nhất là Đức, thứ hai Canada, thứ ba là Nhật Bản, thứ tư là Ý và thứ năm là Vương quốc Anh. Và một số danh sách các quốc gia đạt được thành tích trong báo cáo năm 2021 được liệt kê như sau. Ở Bắc Mỹ, Hoa Kỳ đứng thứ 8. Ở Tây Âu, Pháp đứng thứ 6. Thụy Sĩ đứng thứ 7. Ở châu Á, Thái Bình Dương, Úc đứng thứ 10. New Zealand thứ 14. Hàn Quốc đứng thứ 23. Singapore 25. Trung Quốc là 31. Quý vị có thể đến trang mạng của tạp chí Culture tại culturemagazine.com để xem thêm danh sách các quốc gia đã được xếp hạng. Và tiếp theo trong bản tin, Thủ tướng Trudeau sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Three Amigos đầu tiên kể từ năm 2016 tại DC vào tuần tới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ triệu tập một cuộc họp ba bên trực tiếp với Thủ tướng Justin Trudeau và Tổng thống Mexico, ông Andre Manuel Lopez Obrador tại Washington DC vào thứ năm tới, Nhà Trắng cho biết. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia lớn nhất Bắc Mỹ được gọi là Three Amigos đã không tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chính thức kể từ cuộc gặp vào năm 2016 tại Ottawa. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ sẽ là cơ hội để ba đồng minh tái khẳng định mối quan hệ và sự hội nhập bền chặt của họ, đồng thời vạch ra một lộ trình hợp tác mới nhằm chấm dứt đại dịch Covid-19 và thúc đẩy an ninh y tế. Ngoài việc giải quyết cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra, hội nghị thượng đỉnh một ngày sẽ là cơ hội để thảo luận về khả năng cạnh tranh và tăng trưởng công bằng mối quan tâm cấp bách vào thời điểm mà tỷ lệ lạm phát cao hàng thập kỷ và chuỗi cung ứng khó khăn đã làm giá tiêu dùng tăng đột biến. Ba nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi các nước cố gắng đạt được thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh COP26 ở Glasgow nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Cũng trong chương trình nghị sự của Tổng thống Biden có đề cập đến tầm nhìn khu vực về di cư. Khi Hoa Kỳ phải vật lộn với dòng người di cư, nhiều người đi qua biên giới phía Nam với Mexico. Cuộc gặp sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Thủ tướng Trudeau với hai Tổng thống Biden và Lopez Obrador. Cuộc gặp cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ba quốc gia, kể từ khi họ đồng ý với một thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ sửa đổi, được gọi là CUSMA ở Canada căng thẳng kinh tế giữa Canada, Mỹ và Mexico đã leo thang kể từ khi thỏa thuận được ký kết. Một phần là do cam kết mua hàng Mỹ của chính quyền Tổng thống Biden. Chính sách này có thể cản trở thương mại xuyên biên giới do các quy định mới có lợi cho các nhà sản xuất Mỹ. Về vaccine COVID-19, nhãn vaccine Johnson Johnson và AstraZeneca được cập nhật để bao gồm cảnh báo về rối loạn tự miễn dịch. Bộ Y tế Canada sẽ cập nhật nhãn trên hai trong số các vaccine COVID-19 được chấp thuận sử dụng ở Canada để bổ sung thêm chứng rối loạn tự miễn dịch, được gọi là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, gọi tắt là ITP, là một tác dụng phụ tiềm ẩn. Trong một thông báo đưa ra hôm thứ Ba, Bộ Y tế Canada cho biết Họ đang cập nhật nhãn vaccine COVID-19 của vaccine Janssen của Johnson Johnson để cung cấp thêm thông tin về nguy cơ gặp chứng xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ITP rất hiếm và nguy cơ gặp thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch gọi tắt là VTE hiếm sau khi tiêm phòng. Nhãn trên vaccine Vaxzevria do AstraZeneca sản xuất cũng đang được cập nhật để cung cấp thông tin bổ sung về nguy cơ chứng giảm tiểu cầu rất hiếm gặp bao gồm cả nguy cơ xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ITP rất hiếm gặp sau khi tiêm chủng. Chứng ITP, chứng xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch là một rối loạn tự miễn dịch có thể gây ra bầm tím và chảy máu dễ dàng hoặc quá mức do lượng tiểu cầu giúp đông máu thấp bất thường. Bộ Y tế Canada cho biết, theo cơ quan này, những trường hợp này thường xảy ra trong vòng 4 tuần đầu tiên sau khi một cá nhân đã được chủng ngừa theo Bộ Y tế Canada, các trường hợp tử vong đã được báo cáo ở nước ngoài. Trong khi đó, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, tức là chứng VTE, là tình trạng máu đông hình thành trong tĩnh mạch sâu, thường là ở chân, cánh tay hoặc bạn Những cục máu đông này có thể di chuyển đến phổi, có thể gây tắc nghẽn nguồn cung cấp máu, dẫn đến những hậu quả có thể đe dọa đến tính mạng. Bộ Y tế Canada cho biết, nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch VTE nên được xem xét đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh huyết khối tắc mạch. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên cảnh giác với các dấu hiệu và triệu chứng của chứng VTE. Ai đã tiêm một trong hai loại vaccine này và đang gặp các triệu chứng sau đây nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời ngay lập tức. Chảy máu không rõ nguyên nhân, bầm tím không giải thích được, các đốm nhỏ màu đỏ tía bên ngoài vị trí tiêm phòng, khó thở, tức ngực, đau và hoặc sưng chân, hoặc đau bụng dài dẳng. Ontario dừng kế hoạch dỡ bỏ hạn chế sức chứa ở các cơ sở do số ca lây nhiễm có xu hướng tăng. Ontario tạm dừng kế hoạch dỡ bỏ sức chứa ở những nơi còn lại có nguy cơ cao hơn vì lý do hết sức thận trọng khi tỉnh theo dõi các xu hướng sức khỏe cộng đồng. Giới hạn sức chứa và giãn cách xã hội sẽ vẫn được áp dụng trong thời gian tới đối với các câu lạc bộ đêm không gian tổ chức sự kiện nơi có khiêu vũ, ví dụ như nơi tổ chức tiệc cưới. Câu lạc bộ thoát y và những địa điểm khác nơi cần phải có bằng chứng tiêm chủng. Các giới hạn đáng lẽ được dỡ bỏ vào ngày 15 tháng 11. Thay vào đó, tỉnh cho biết họ sẽ theo dõi dữ liệu trong 28 ngày kể từ thời điểm đó để xác định thời điểm an toàn để tiếp tục dỡ bỏ các giới hạn tại những cơ sở này. Tiến sĩ Kieran Moore, giám đốc y tế cho biết, mặc dù Ontario đã tiếp tục đạt được tiến bộ nhờ cách tiếp cận an toàn và thận trọng trong việc mở cửa trở lại, nhưng cần phải chủ động tạm dừng khi chúng ta đến gần kỳ nghỉ đông, khi nhiều người sẽ bắt đầu tụ tập trong nhà và sinh viên sẽ trở lại lớp học sau khi ăn lễ với gia đình. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, tiến sĩ Mo cho biết tại một cuộc họp báo, tỷ lệ lây nhiễm có thể sẽ dao động hoặc là tăng lên trong những tháng tới. Theo ông thì sự lây truyền hiện nay chủ yếu là xảy ra ở nhóm tuổi trẻ hơn và trong số những người chưa được tiêm chủng. Tỷ lệ lây nhiễm cao hơn đang được thấy ở nhóm tuổi 20-39 trong các môi trường xã hội có tiếp xúc gần virus này sẽ không biến mất, tiến sĩ Mò cảnh báo và khuyến khích bất kỳ ai chưa được tiêm chủng thì hãy đi chủng ngừa càng sớm càng tốt. Tiến sĩ Mò cho biết ông rất thất vọng khi nghe tin một số cơ sở không yêu cầu khách hàng xuất trình mã QR và nhắc nhở rằng họ có thể bị phạt hàng ngàn đô la nếu họ không sử dụng quy trình xác minh vaccine. Alberta triển khai phương pháp điều trị COVID-19 ngoại trú đầu tiên các chuyên gia cảnh báo nó không phải là thay thế vắc-xin. Khi Alberta cung cấp một phương pháp điều trị COVID-19 mới cho những người cao niên chưa được tiêm chủng và một số người ghép nội tạng, tại nhà riêng của họ thì các chuyên gia cảnh báo rằng đây không phải là phương pháp thay thế cho việc tiêm chủng. Sotrovimab là một phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng, được Bộ Y tế Canada cho phép sử dụng vào tháng 7 được thiết kế để tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể với các kháng thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm nhằm vào virus. Nó được phát triển để điều trị bệnh nhân có các triệu chứng COVID-19 từ nhẹ đến trung bình. Albert bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn vào ngày thứ ba, bắt đầu bao gồm những người từ 65 tuổi trở lên có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng chưa nhận bất kỳ liều vaccine nào và đặc biệt là đối với những người vừa được cấy ghép nội tạng hoặc là cấy ghép tế bào gốc mà dương tính với COVID-19, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ là gì. Nhân viên y tế cộng đồng thực hiện liệu pháp 4, liệu pháp truyền tĩnh mạch tại nhà của bệnh nhân ở những khu vực có các đội này. Việc điều trị sẽ được cung cấp tại một phòng khám dịch vụ y tế của Alberta cho những người sống trong khu vực Fort McMurray. Theo trang web của dịch vụ y tế Alberta, Sotrovimab được báo cáo là có khả năng ngăn ngừa một lần nhập viện cho mỗi 20 bệnh nhân được điều trị. Kraschen, phó giáo sư tại khoa vi sinh, miễn dịch học và các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Calgary cho biết, kết quả ban đầu khá đáng kích lệ, nhưng thuốc này không ngăn ngừa nhiễm trùng. Thuốc này chỉ đơn giản là ngăn chặn sự tiến triển của bệnh nặng và thử nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy rằng những người bị nhiễm bệnh và được điều trị bằng phương pháp này đã giảm được khoảng 80% nguy cơ nhập viện vì bệnh nặng. Tiến sĩ Elon Schwartz, bác sĩ bệnh truyền nhiễm của Đại học Alberta cho biết phương pháp điều trị này có thể cung cấp một lớp bảo vệ khác cho những người ghép tạng dễ bị tổn thương. Những người vẫn có thể bị bệnh nặng và tử vong mặc dù đã được tiêm phòng 3 lần tuy nhiên ông cũng cảnh báo người dân Alberta không nên sử dụng Sotrovimab như là một biện pháp để tránh tiêm phòng vì nó không tốt bằng việc cơ thể của bạn sản xuất ra các kháng thể sau khi được huấn luyện để chống lại virus bằng vắc-xin nó không hiệu quả bằng việc tiêm chủng nó đắt hơn nhiều trong hệ thống y tế so với tiêm chủng ông nói Toronto công bố chi tiết về việc triển khai vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi Bộ Y tế Canada dự kiến sẽ cấp phép cho việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi trước cuối tháng này. Thành phố Toronto đã tiết lộ kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em để cố gắng giảm bớt một số lo ngại của các bậc phụ huynh về điều gì sẽ xảy ra sau đó. Theo thành phố, các phòng tiêm chủng cho trẻ em sắp tới sẽ dựa trên nhu cầu, dựa trên dữ liệu, khu vực lân cận cụ thể và công bằng. Thành phố cũng nói rằng các phòng khám sẽ vui nhộn theo thị trưởng John Tory, logo và trang phục của các siêu anh hùng sẽ là một trong những khía cạnh của chiến dịch được thiết lập để triển khai từ tòa thị chính. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Tory cho biết, chúng tôi muốn các bé cảm thấy như là siêu anh hùng khi đi tiêm phòng vì các bé đúng như vậy. Việc triển khai của thành phố sẽ bắt đầu sau khi tỉnh phân phối phát sinh sẽ bao gồm 5 phòng khám chủng ngừa hàng loạt cho thành phố quản lý. Phòng khám tại trường học bệnh viện, bác sĩ gia đình và hơn 450 hiệu thuốc trên khắp Toronto. Ủy viên hội đồng Joe Crassi, chủ tịch hội đồng y tế, nói rằng có 200.000 trẻ em trong thành phố mà họ cần mang thuốc chủng người tới. Mặc dù trẻ em thường không phát triển các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng như người lớn, nhưng trẻ em bị nhiễm COVID vẫn có thể lây lan cho gia đình của chúng. Các mẫu đơn đồng ý sẽ được phân phát thông qua các trường học và sẽ có sẵn trực tuyến và bằng giấy tại các phòng khám. Cha mẹ và người chăm sóc sẽ phải thai mặt trẻ đồng ý trước khi trẻ có thể tìm một liều vaccine COVID-19. Và sau đây là cập nhật nhanh tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 10 tháng 11, Canada báo cáo thêm 2.581 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức...

Có hơn 59,2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 29,9 triệu người, tức là hơn 78,4% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, và trên 74,7% dân số đã tiêm hai liều. Khoảng 89,5% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 85,2% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC hôm nay có thêm 555 ca bệnh mới và 11 ca tử vong. Tỉnh Alberta thì có 484 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Saskatchewan có 121 ca bệnh mới và 4 ca tử vong, trong khi Manitoba có 143 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Tỉnh Ontario hôm nay báo cáo 454 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Tỉnh Quebec có 672 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Vùng Đại Tây Dương, Newfoundland có 7 ca bệnh mới, Nova Scotia có 30 ca bệnh mới. New Brunswick có 69 ca bệnh mới. Vùng lãnh thổ Yukon có 21 ca bệnh mới. Northwest Territories có 26 ca bệnh mới và một tử vong. Các tỉnh còn lại không có báo cáo ca bệnh mới. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, dữ liệu mới từ cơ quan thống kê Canada StatCan cho thấy, chính phủ liên bang đã chi nhiều tiền hơn ở Alberta so với số tiền thu được từ thuế ở tỉnh này vào năm ngoái. Theo một nhà kinh tế của Calgary cho biết, khi đại dịch đóng cửa các doanh nghiệp và giảm giờ làm việc trên khắp Canada vào năm 2020, hỗ trợ tài chính khẩn cấp đã được chính phủ Canada cấp trên khắp đất nước. Khoản chi này bao gồm trợ cấp tiền lương, trợ cấp tiền thuê nhà, trợ cấp trẻ em được tăng cường, bảo hiểm việc làm bổ sung và các khoản nợ đã được tha không cần trả. Theo các con số do StatCan công bố hôm thứ hai, Tỉnh Alberta là tỉnh nhận được nhiều nhất các khoản tăng chi tiêu liên bang liên quan đến COVID-19 trên mỗi đầu người trong cả nước. Riêng tại tỉnh Alberta, chính phủ liên bang cũng đã chi gần 12 tỷ trợ cấp kinh doanh, trong khi gần 1,1 triệu người dân Alberta nhận được khoản trợ cấp ứng phó khẩn cấp CERB của Canada. Ngoài ra thì cũng có sự chuyển giao từ chính phủ liên bang sang chính phủ Alberta để giúp bù đắp một số áp lực chi phí liên quan đến sức khỏe do đại dịch gây ra. Theo nhà kinh tế Trevor Tom, khi cộng tất cả lại với nhau, số tiền chi tiêu liên bang ở Alberta tăng khoảng 30 tỷ đô la, gần gấp đôi so với một năm bình thường. Theo ông, có rất nhiều lý do tại sao nền kinh tế của Alberta thường vượt trội hơn các tỉnh khác trong cả nước. Dầu khí là một ngành công nghiệp có lợi nhuận cao, tạo ra nhiều thu nhập cho cổ đông và người lao động, cũng như tiền cho chính phủ. Nhưng năng suất của Alberta nói chung cũng cao hơn trong hầu hết các lĩnh vực so với các khu vực pháp lý khác. Một phần vì tỉnh có dân số trẻ hơn nên tạo ra nhiều lao động hơn. Vì vậy, điều đó có xu hướng dẫn đến việc nộp thuế cao hơn cho chính phủ liên bang, theo ông Tom cho biết. Tuy nhiên, năm ngoái, tỉnh này đã nhận được nhiều hơn từ chi tiêu liên bang so với thu nhập từ thuế, lần đầu tiên kể từ năm 1965. Điều trị thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí đã trở lại ở tỉnh Quebec, nhưng có những hạn chế. Kể từ ngày 15 tháng 11, tỉnh Quebec một lần nữa sẽ cung cấp dịch vụ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí, nhiều năm sau khi chính phủ tự do trước đó loại bỏ để cắt giảm chi phí. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Bộ trưởng Y tế trả là Leono Carmen và Bộ trưởng Tài chính Eric Girard đã đưa ra các quy tắc cho các dịch vụ thụ tinh được tài trợ công khai của tỉnh. Tài trợ cho điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, gọi tắt là IVF, sẽ được cung cấp vào thứ hai tới cho phụ nữ độc thân, cũng như phụ nữ trong các cặp vợ chồng khác giới và đồng tính. Để đủ điều kiện, mọi người phải có giấy khám bệnh ghi rằng họ không thể thụ thai như một cặp vợ chồng hoặc một mình hoặc cũng phải từ 18 đến 41 tuổi để bắt đầu điều trị và dưới 42 tuổi để trải qua quá trình chuyển phôi. Phương pháp điều trị IVF sẽ bao gồm một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm, tối đa 2 lần kích thích buồng trứng hoặc lần lấy trứng, các dịch vụ IVF tiêu chuẩn, một ống hút tinh trùng của người hiến tặng và một lần lấy tế bào tinh trùng phẫu thuật. Phôi có thể được bảo quản và đông lạnh trong một năm Đối với những người đàn ông có vấn đề về khả năng sinh sản, chính phủ cũng sẽ chi trả cho 6 lần hiến tặng tinh trùng. Bộ trưởng Gerard cho biết, chương trình sẽ tiêu tốn khoảng 50 triệu đô la hàng năm, khoảng 10% phụ nữ trải qua điều trị IVF có thể mang thai. Bộ trưởng Carmen thì cho biết, tỉnh dự kiến sẽ tài trợ cho 3.500 chu kỳ IVF vào cuối năm tài chính. Con số đó có thể sẽ tăng lên 7.000 chu kỳ vào năm sau và 5.200 chu kỳ sau đó, trước khi ổn định ở mức khoảng 3.500 mỗi năm. Nếu một người không đáp ứng các tiêu chí của tỉnh để được điều trị miễn phí và phải trả tiền túi, họ vẫn đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế sẽ bao gồm từ 20 đến 80% chi phí, tùy thuộc vào thu nhập của họ. Những khoản tín dụng đó không thể vượt qua 20.000 đô la mỗi năm khoản tín dụng thuế cũng sẽ được cung cấp cho những người tìm kiếm chu kỳ IVF thứ hai sau khi chu kỳ đầu tiên đã được y tế đài thọ. Ontario đầu tư 2 triệu đô la vào dự án xây dựng nhà nhỏ cho các cựu chiến binh vô gia cư. Chính phủ Ontario cho biết họ đang giúp xây dựng những ngôi nhà nhỏ cho các cựu chiến binh vô gia cư. Tỉnh sẽ đầu tư 2 triệu đô la vào dự án có trụ sở tại Kingston, và Bộ trưởng Bộ Gia cư Steve Clark đã ban hành lệnh quy hoạch một vùng đặc biệt hôm thứ Tư cho phép địa điểm này được sử dụng cho mục đích dân cư mà không phải chờ đợi lâu. Ontario cho biết một khu đất rộng một mẫu rưỡi sẽ được chuyển đổi thành làng cựu chiến binh ở Kingston, hoàn chỉnh với 25 ngôi nhà nhỏ, tiền chế. Mỗi căn sẽ có nhà bếp, phòng tắm, phòng khách và phòng ngủ. Những ngôi nhà này được sử dụng làm nơi chuyển tiếp cho các cựu chiến binh gặp cảnh vô gia cư. Chương trình cà phê Theo của Toronto được thực hiện vĩnh viễn. Chương trình cà phê Theo của Toronto là chương trình quán ăn vỉa hè và lề đường được bắt đầu vào năm ngoái để giúp đỡ các nhà hàng gặp khó khăn trong thời gian hạn chế Covid-19 đã chính thức được thực hiện vĩnh viễn. Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu đồng ý chính thức cho chương trình được thực hiện vĩnh viễn. Chương trình này cho phép các nhà hàng thực hiện các lựa chọn ăn uống ở ngoài trời lâu dài. Quán ăn trên vỉa hè đã thành công vào năm 2020 và trở lại vào năm 2021. Chương trình hiện được cho phép vĩnh viễn sẽ bắt đầu cho đăng ký vào năm 2022 cho năm sau. Hội đồng trường học ở Alberta đang vật lộn với bằng chứng tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên. Hàng chục phương hiệu trường học nhỏ hơn của tỉnh đang vật lộn để tìm cách giải quyết những áp lực lên việc áp dụng tiêm chủng bắt buộc cho các nhân viên họ đang giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, rủi ro pháp lý, sức khỏe của học sinh và các nhân viên đầy lo lắng. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với các cộng đồng bị chia sẻ, những người đang chỉ trích một cách giận dữ dự đối với các quỹ viên và giám đốc địa phương. Bộ phận giáo dục khu vực St. Paul điều hành các trường công giáo và công lập ở miền đông Alberta là một hội đồng trường học đang đau đầu không biết phải làm gì vào ngày 5 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Jason Carping và Bộ trưởng Giáo dục Adriana Legrand đã viết thư cho tất cả các hội đồng trường học, các trường tư thuộc và bán công khuyến nghị họ áp dụng các quy định về quy tắc hoặc là xét nghiệm COVID-19 nhanh thường kỳ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong trường học. Trẻ em dưới 12 tuổi không đủ điều kiện để được tiêm chủng. Nhân viên của chính phủ Alberta, nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng và một số sĩ quan cảnh sát nằm trong số những người khác được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng. Bà Lagrange cho biết hôm thứ Hai, bà không thể nói hội đồng trường học phải quản lý nhân viên của họ như thế nào. Một số hội đồng lớn nhất ở Alberta, bao gồm các bộ phận trường công lập và công giáo ở Edmonton và Calgary, đã chấp nhận các quy định bắt buộc dành cho nhân viên nhà trường, nhân viên hợp đồng và những người tới thăm trường. CBC thấy có 26 trong số 63 hội đồng trường học ở Alberta sẽ yêu cầu bằng chứng tiêm chủng hoặc là xét nghiệm định kỳ. Chậm nhất là vào tháng 1 năm 2022. Ít nhất có 5 trường khác đang đưa ra quy định. Những trường khác thì không. Thay vào đó thì hội đồng trường công giáo của Red Deer cũng sẽ cung cấp xét nghiệm nhanh tùy chọn. Hội đồng trường khu vực Vitaskewin quyết định không thực hiện hành động nào. Tại một cuộc họp công khai vào tháng trước, những người được ủy thác đã nghe nói rằng bảo hiểm trách nhiệm của họ có thể tăng vọt nếu họ không yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng. Ông Bill Stupin, một người được ủy thác trong 26 năm, không tái tranh cử, cho biết chính quyền của tỉnh đã nhiều lần đẩy những quyết định gây tranh cãi cho các cấp chính quyền khác. Chủ tịch Jason Schilling cho biết Hiệp hội giáo viên Opera ủng hộ bằng chứng về các quy định của vắc-xin miễn là chúng tạm thời và không mang tính trừng phạt đối với người lao động ông cũng tin rằng tỉnh nên áp dụng một quy định chung để có sự nhất quán chính phủ alberta vẫn cho thấy họ thiếu thẩm quyền trong vấn đề này nhưng ở manitoba nơi hội đồng trường học cũng được bầu ra chính quyền tỉnh đã bắt buộc bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc là các nhân viên giáo dục phải kiểm tra định kỳ Tim horden hợp tác với justin bieber tung ra thêm bibs để cố gắng thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi thêm horden đã hợp tác với siêu sao nhạc pop justin bieber để tung ra ba hương vị bánh thêm bít mới được gọi là thêm bibs chúng sẽ được ra mắt cùng với các sản phẩm đồng hợp tác khác hình thức quảng cáo nhờ người nổi tiếng được khởi đầu bằng các đội khúc côn cầu chuyên nghiệp những vận động viên thường quảng cáo cho các chuỗi cà phê và bánh donut đây là một chiến lược tiếp thị nhằm thu hút khách hàng mới nhà phân tích bán lẻ ông bruce winder cho biết nó giúp họ thu hút được lượng khách trẻ hơn đó là điều họ rất cần làm justin bieber là một cơ hội tốt để kết hợp với thế hệ z và những người trẻ thuộc thế hệ millennials hành động này cũng có thể giúp cho tim horton xây dựng nhận thức về thương hiệu ở hoa kỳ nơi mà họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các chuỗi thương hiệu như là Dunkin, Donuts và Starbucks. Hoa Kỳ là một thị trường cà phê rất cạnh tranh và Tim Horton là phải vật lộn ở đó. Ông Wilder nói, Justin Bieber rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ, vì vậy điều này có thể giúp họ. Mối quan hệ hợp tác gồm các bài đăng thường xuyên trên mạng xã hội của ca sĩ người Canada về thương hiệu, từ ảnh chụp nhanh chiếc cốc Teams theo chủ đề ngày lễ, cho đến những lời phàn nàn về nắp ly mới chàng ca sĩ lớn lên tại Stratford, Ontario đã chia sẻ các bài đăng cách đây một thập kỷ về việc thèm Tim Horton khi rời Canada. Justin Bieber nói trong một tuyên bố, hợp tác với Tim Horton luôn là giấc mơ của tôi. Theo bà Hope Vergozi, giám đốc tiếp thị của Tim Horton, trong khi khúc côn cầu sẽ luôn là một phần trong DNA của chúng tôi, mối quan hệ hợp tác với người nổi tiếng như Justin Bieber sẽ giúp tiếp cận khách hàng mới. Tim Horton sẽ tung ra phiên bản giới hạn bánh thêm Bips, thêm bếp, sô-cô-la trắng, chocolate chip, kem chua, sour cream và bánh cuối sinh nhật vào ngày 29 tháng 11. độc quyền tại Canada và Hoa Kỳ. Cùng gặp gỡ người đàn ông Toronto mà đã nhặt hơn 4.000 chiếc khẩu trang bị vứt bỏ trong đại dịch. Ông Mark Dunn bắt đầu làm việc tại nhà khi đại dịch COVID-19 xảy ra vào tháng 3 năm 2020 và giống như nhiều người ở trong tình trạng khó khăn đó ông bắt đầu đi bộ hàng ngày để tập thể dục giúp thanh thản và tỉnh táo nhưng thay vì thấy bình thản ông cảm thấy rối bời khi bắt đầu nhận thấy có hàng chục chiếc khẩu trang phẫu thuật bị vứt bỏ rải rác trên các con đường và ngõ gần nhà ở khu vực đường weston và rogers của vùng york ông dan là một chuyên gia phòng chống tội phạm và người tích cực trong cộng đồng ông đã viết thơ so sánh những chiếc mặt nạ bỏ đi như là cỏ dại ở đô thị mới. Ông đã cảm thấy không hài lòng với những chiếc khẩu trang ở ngoài đường và nghĩ rằng mình có thể báo với hiệp hội doanh nghiệp hay làm điều gì đó. Sau đó, trong khi lướt mạng xã hội, ông thấy các bài đăng về động vật bị mắc kẹt trong xác từ thiết bị bảo vệ cá nhân PPE. Lúc đầu, ông ấy cho rằng chúng đã được chỉnh sửa ảnh, nhưng rồi ông nhận ra đó là điều thực sự đang diễn ra. Đó là khi ông bỏ kế hoạch khiếu nại với Hiệp hội Doanh nghiệp và bắt đầu tự mình nhặt khẩu trang bị vứt bỏ. Ông Đen cho biết một số tuần ông ấy đã thu được hơn 100 chiếc khẩu trang, nhưng trung bình là vào khoảng 50 chiếc trong một giờ đi bộ của mình. Ông ước tính mình đã nhặt được hơn 4.000 chiếc khẩu trang kể từ tháng 4 năm 2020. Nhưng ông không chỉ thu thập khẩu trang và ném chúng đi. Mang PPE của riêng mình, Trước tiên, ông vứt những chiếc khẩu trang ở sân sâu của mình và cắt từng chiếc vòng một cách tỉ mỉ để ngăn động vật vướng vào phần dây thun. Công việc đôi lúc có khó khăn nhưng đã được đền đáp. Ông cảm thấy vui đã làm được một điều gì đó có ích cũng như đã nhận được phản hồi tốt từ cộng đồng. Gần đây, ông nói mình đã thu được số khẩu trang ít hơn bình thường. Đó có thể là kết quả của việc nới lỏng các quy tắc về đại dịch, nhưng ông Đen cho rằng cách tiếp cận đi đầu bằng hành động của mình đang phát huy tác dụng. Cuối cùng, ông rất vui khi bỏ qua giấc ngủ trưa để làm cho cộng đồng của mình tốt hơn một chút. Một cử chỉ rất là đẹp trong cộng đồng chúng ta đúng không quý vị? Và bạn biết gì về biểu tượng hoa anh túc? Tại sao chúng ta lại mang hoa anh túc vào ngày tưởng niệm? Thưa quý vị, mỗi năm vào tháng 11, biểu tượng hoa anh túc đỏ xuất hiện trên áo khoác, áo sơ mi túi sách và mũ trên khắp đất nước để tưởng nhớ những người đã hy sinh cuộc sống của họ cho Canada. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, đánh dấu kỷ niệm 100 năm của biểu tượng được thiết lập lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1921. Nguồn gốc của Hoa Anh Túc như một biểu tượng của cái chết trong thời chiến cũng lâu đời như chiến dịch của Napoleon vào đầu thế kỷ 19 với một số bài viết nhận xét về số lượng khổng lồ hoa anh túc sẽ nở rộ sau các trận chiến. Phong tục phát hoa anh túc làm bằng tay để quyên góp tiền cho trẻ mồ côi trong chiến tranh được bắt đầu bởi một phụ nữ người Pháp có tên là Madame Gorin. Và hành động này đã trở nên phổ biến vào năm 1921. Hiệp hội cựu chiến binh đại chiến, tiền thân của quân đoàn Hoàng gia Canada đã sử dụng hoa anh túc làm hoa tưởng niệm chính thức các khoản quyên góp được chấp nhận của chiến dịch Hoa Anh Túc của Quân đoàn Hoàng gia Canada được giữ ủy thác trong quỹ Hoa Anh Túc của Quân đoàn. Quỹ hỗ trợ các thành viên hiện đang phục vụ và đã nghỉ hưu từ tài trợ cho thực phẩm, chi phí sưởi ấm, quần áo và thuốc theo toa đến các cơ sở nhà ở cho thuê giá rẻ, thiết bị y tế cộng đồng và nghiên cứu y tế, cũng như các chương trình phát thức ăn Meals on Wheels. Số tiền này cũng được dùng để bảo tồn trí nhớ của các cựu chiến binh thông qua việc xây dựng và duy trì các đài tưởng niệm khác nhau và để hỗ trợ vợ, hoặc chồng và gia đình của các cựu chiến binh còn sống. Khoản tiền nào họ quyên góp đều được sử dụng để hỗ trợ các thành viên quân đội hiện tại và cựu quân nhân trên khắp đất nước. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Tình Thế Giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine. Mời quý vị ghé culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị bấm like và share cho nhiều người quen. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo sau đây mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý. Chính quyền Biden thông báo thỏa thuận cung cấp vaccine Johnson Johnson COVID-19 cho các vùng xung đột. Nga cử máy bay ném bom bay qua Belarus đổ lỗi cho EU về thảm họa người di cư. Trung Quốc và Mỹ bất ngờ công bố kế hoạch hợp tác cắt giảm khí thải. Trung Quốc có vấn đề lạm phát lớn và điều này đang đẩy giá cả trên toàn thế giới tăng lên. Vàng, Bitcoin tăng giá kéo theo việc gia tăng phòng ngừa lạm phát sau khi CPI tăng mạnh nhất trong 3 thập kỷ. Thực hiện lời hứa Twitter Tỷ phú Musk bán 1,1 tỷ mỹ kim cổ phiếu Tesla để trả thuế. Nhà sản xuất dây dép hàng đầu thế giới đối mặt với tình trạng thiếu lao động tại Việt Nam. Tàu chở dầu của Việt Nam bị Iran bắt giữ, được thả tự do trên vùng biển khơi. Cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Sau đây là một số cập nhật tình hình dịch Covid-19 và những tin tức liên quan theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đã vượt qua 250,9 triệu người trên toàn cầu. Số người chết được xác nhận hiện đã vượt qua con số 5,06 triệu người. Có hơn 7,34 tỷ liều tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Moderna đã nộp đơn xin cấp phép từ châu Âu cho vaccine COVID-19 trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, vài tuần sau khi hãng này trì hoãn việc nộp đơn tương tự ở Hoa Kỳ. Vào tháng 7, liên minh châu Âu đã cho phép sử dụng vaccine này cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Nhưng một số quốc gia, bao gồm Thụy Điển, đã tạm dừng sử dụng vaccine này cho những người từ 30 tuổi trở xuống do các tác dụng phụ hiếm gặp liên quan đến tim. Moderna cho biết vào cuối tháng 10, cơ quan quản lý dược phẩm của Hoa Kỳ cần thêm thời gian để hoàn thành việc xem xét sử dụng cho nhóm 12 đến 17 tuổi vì nước này đang nghiên cứu nguy cơ của một loại viêm tim được gọi là viêm cơ tim sau khi tiêm chủng. Nhà sản xuất thuốc đã trì hoãn đơn đăng ký ở Hoa Kỳ cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, trong khi chờ FDA hoàn tất việc xem xét phê duyệt sử dụng vaccine ở nhóm từ 12 đến 17 tuổi. Đầu tháng 10, thì công ty này cho biết vaccine của họ đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, và họ có kế hoạch sớm trình dữ liệu lên các cơ quan quản lý toàn cầu. Moderna hôm thứ Ba cho biết họ đã nộp đơn lên cơ quan dược phẩm châu Âu để sử dụng liều 50 microgram vaccine ở trẻ em, tức là bằng một nửa so với liều lượng được sử dụng trong tiêm chủng dành cho người lớn. Bộ Y tế cho biết Guinea sẽ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi phòng chống COVID-19 với lô hàng vaccine Pfizer và Moderna vào thứ Tư Hầu hết các quốc gia Châu Phi đã phụ thuộc vào sáng kiến chia sẻ vaccine Covax và liều lượng và chỉ tiêm chủng cho một phần nhỏ dân số của họ. Tại Nga, các nhà chức trách cho biết việc đóng cửa nơi làm việc trên toàn quốc vào tuần trước đã giúp lật ngược tình thế về các ca nhiễm Covid-19 gia tăng, nhưng nước này đã báo cáo số người tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay vào hôm thứ ba. Một nhóm bệnh viện ở tỉnh Limburg miền Nam Hà Lan hôm thứ Ba đã kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp mới để ngăn chặn các trường hợp COVID-19 đang gia tăng, đồng thời cho biết họ không có không gian hoặc nhân viên để xử lý thêm bệnh nhân coronavirus. Tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết vào cuối tháng này, Việt Nam sẽ có đủ vaccine để bảo vệ dân số của họ phòng chống COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang cảnh báo về tình trạng thiếu ống tiêm trong năm tới. Điều này có thể ảnh hưởng không chỉ đến việc tiêm chủng COVID-19, mà còn cả việc tiêm chủng thông thường và làm suy yếu tính an toàn của kim tiêm. WHO cho biết sự thiếu hụt có thể lên tới từ 1 tỷ đến 2 tỷ. Chuyên gia của WHO là bà Lisa Hedman cho biết, các cơ quan y tế quốc gia nên lập kế hoạch trước về nhu cầu của họ để tránh tình trạng tích trữ, mua hoảng loạn như đã từng xảy ra với việc thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân trong giai đoạn đầu của đại dịch. Chúng ta có thể xảy ra tình trạng thiếu ống tiêm chủng trên toàn cầu, từ đó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như là làm chậm các nỗ lực tiêm chủng cũng như các lo ngại về an toàn. Bà nói trong một cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Tổng thống Biden công bố thỏa thuận cung cấp vaccine Johnson Johnson COVID-19 cho các vùng xung đột. Chính quyền Biden hôm thứ Tư đã công bố một thỏa thuận mới mà họ làm trung gian với Johnson Johnson và chương trình tiêm chủng toàn cầu là COVAX. Thông qua đó, Johnson Johnson sẽ cung cấp vaccine COVID-19 của hãng cho người dân ở các khu vực xung đột và các cơ sở nhân đạo. Chúng tôi mong muốn những người trong những hoàn cảnh khó khăn này có được sự bảo vệ chống lại COVID-19 càng sớm càng tốt, ngoại trưởng Anthony Blinken cho biết trong cuộc họp các ngoại trưởng thế giới về đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Blinken còn công bố một quan hệ đối tác công tư mới được gọi là Global COVID Corps, trong đó các công ty khu vực tư nhân sẽ chia sẻ chuyên môn và khả năng của họ để hỗ trợ các chiến dịch tiêm chủng, xử lý các vấn đề như là quản lý chuỗi cung ứng và giúp tối ưu hóa các điểm tiêm chủng để việc tiêm phòng được diễn ra nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Thông báo của Ngoại trưởng Blinken hôm thứ Tư được đưa ra khi Tổng thống Biden muốn khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường thế giới, đồng thời giúp các quốc gia đang phải vật lộn với sự bùng phát COVID-19 có thể chống lại đại dịch. Việc tặng vaccine cũng sẽ nhằm chống lại nỗ lực của Nga và Trung Quốc trong việc tài trợ vaccine do hai quốc gia này sản xuất để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nga cử máy bay ném bom bay qua Belarus, đổ lỗi cho EU về thảm họa người di cư. Hôm thứ Tư, Nga đã đổ lỗi cho Liên minh châu Âu EU về cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Theo đó, Nga cáo buộc rằng EU đang cố gắng bóp nghẹt Belarus bằng kế hoạch đóng cửa một phần biên giới và thúc giục khối liên minh này phải đàm phán trực tiếp với thủ đô Minsk. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc điện đàm rằng EU nên thảo luận trực tiếp về cuộc khủng hoảng với Minsk, theo điện Kremlin cho biết. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo rõ ràng là một thảm họa nhân đạo đang xuất hiện trong bối cảnh người châu âu miễn cưỡng thể hiện cam kết với các giá trị châu âu của họ ông peskov còn cho biết trước đây eu đã từng cho những nhóm người di cư rơi vào tình cảnh tương tự và các động thái đóng cửa biên giới của họ như hiện tại là nhằm chống lại minsk ông nói tiếp đây không phải là điều gì khác ngoài những nỗ lực nhằm thực sự bóp nghẹt belarus Moscow đã tăng gấp đôi sự ủng hộ của mình đối với Belarus và chỉ trích EU về cuộc khủng hoảng người di cư. Khi những người di cư từ Trung Đông, Afghanistan và châu Phi có những nỗ lực mới để xâm nhập vào Ba Lan trong đêm, Moscow đã gửi thêm tín hiệu hỗ trợ cho đồng minh Belarus bằng cách cử hai máy bay ném bom chiến lược tuần tra không phận Belarus. Trung Quốc và Mỹ bất ngờ công bố kế hoạch hợp tác cắt giảm khí thải. Trung Quốc và Mỹ đã công bố một kế hoạch bất ngờ để cùng hợp tác cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong thập kỷ quan trọng tới đây, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hội nghị thượng đỉnh COP26 khi các nhà đàm phán tranh cãi về kết quả của dự thảo. Sự thay đổi đáng chú ý đã gây bất ngờ cho chủ nhà Vương Quốc Anh và sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới hơn 190 quốc gia khác tại cuộc đàm phán. Trung Quốc và Mỹ sẽ hợp tác với nhau trong một số lĩnh vực cụ thể chính, chẳng hạn như cách giảm khí mê tàn, một loại khí nhà kính mạnh, và lượng khí thải từ giao thông, năng lượng và công nghiệp. Tuyên bố chung tại Glasgow giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về tăng cường hành động vì khí hậu trong những năm 2020 được đưa ra mặc dù những căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia này đang ngày càng gia tăng tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hoan nghênh thỏa thuận này ông nói để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đòi hỏi sự hợp tác và đoàn kết quốc tế và đây là một bước đi quan trọng và đúng hướng thông báo đưa ra sau lời kêu gọi của các quốc gia đang phát triển đối với các quốc gia giàu có hãy hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho các quốc gia dễ bị tổn thương cho rằng kết quả dự thảo mới cho các cuộc đàm phán là quá yếu về mặt này. Dự thảo văn bản được công bố vào sáng sớm thứ tư bởi Vương quốc Anh với tư cách là chủ tịch của cuộc đàm phán. Đề ra những kết quả có thể xảy ra của các cuộc đàm phán COP26, bao gồm việc có thể yêu cầu các nước quay trở lại bàn đàm phán vào năm tới để tăng cường kế hoạch quốc gia của họ về việc cắt giảm phát thải khí nhà kính. Văn bản cũng đưa ra trường hợp khoa học để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp và bày tỏ báo động rằng lượng khí thải cao hơn nhiều so với mức cần thiết để duy trì trong những ngưỡng nhiệt độ an toàn. Tuy nhiên, các nước nghèo cho biết văn bản này cần nhấn mạnh nhiều hơn đến tài chính khí hậu để giúp cho họ cắt giảm carbon và đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu. vấn đề lạm phát lớn và điều này đang đẩy giá cả trên toàn thế giới tăng lên. Chi phí hàng hóa rời khỏi các nhà máy của Trung Quốc đã tăng với tốc độ kỷ lục vào tháng trước. Chỉ số giá sản xuất đã tăng 13,5% trong tháng 10 so với một năm trước, tăng nhanh so với mức 10,7% của tháng 9. Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết vào hôm thứ tư, mức tăng của tháng trước đã là nhanh nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu công bố loại dữ liệu này. Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã tăng 1,5% trong tháng 10 so với một năm trước, gấp đôi tốc độ của tháng trước và là tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Ziwei Zhang, nhà kinh tế trưởng của Pinpoint Asset Management, có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết, chúng tôi lo ngại về sự chuyển dịch từ giá sản xuất sang giá tiêu dùng các công ty quản lý sử dụng hàng tồn kho đầu vào của họ như một bộ đệm để tránh chuyển chi phí cao hơn cho khách hàng của họ trước đây, nhưng hàng tồn kho của họ đã cạn kiệt. Tháng 10 đánh dấu lần đầu tiên lạm phát tiêu dùng tăng trong 5 tháng. Tỷ lệ này đã giảm dần kể từ tháng 5, nhưng hóa đơn năng lượng tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm đã bắt đầu đẩy giá cao hơn. Tuần trước thì Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo chỉ đạo các chính quyền địa phương khuyến khích các gia đình tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác vì thời tiết xấu, thiếu hụt năng lượng và các hạn chế của Covid-19 có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung. Cảnh báo đột ngột làm giấy lên sự hoảng loạn mua sắm trong công chúng và điên cuồng đầu cơ trực tuyến. Các nhà chức trách cho rằng lạm phát tiêu dùng gia tăng là do chi phí rau quả và khí đốt tăng cao. Giá rau cải đã tăng 16% trong tháng 10 chủ yếu do lượng mưa lớn và chi phí vận chuyển gia tăng. Theo một tuyên bố từ Dong Li Joan nhà thống kê cấp cao của NBS, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến mùa màng và các nhà chức trách đã thừa nhận rằng chi phí vận chuyển giữa các khu vực có thể tăng do các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19. Ông Dong cho biết giá xăng và dầu diesel đã tăng hơn 30%. Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra cũng là nguyên nhân chính làm tăng lạm phát giá sản xuất do chi phí khai thác và chế biến than đã tăng lên. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong một năm khi các cuộc khủng hoảng năng lượng, gián đoạn vận chuyển và khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng. Lạm phát gia tăng trong nước cũng đang gây ra những lo ngại trên toàn cầu. Theo ông Ken Jeong, là giám đốc chiến lược ngoại hối châu Á của Mizuho Bank, lạm phát của nhà sản xuất tăng cao đang thúc đẩy áp lực gia tăng đối với lạm phát toàn cầu. Jing Liu, là nhà kinh tế cấp cao của Greater China tại HSBC, cho biết lạm phát của người sản xuất cũng có thể ở mức cao trong một thời gian, có thể là cho đến hết mùa đông. Bà nói thêm rằng giá năng lượng cũng có thể tiếp tục tăng và dự đoán rằng lạm phát tiêu dùng có thể tiếp tục gia tăng. Vàng, Bitcoin gia tăng kéo theo việc gia tăng phòng ngừa lạm phát sau khi CPI tăng mạnh nhất trong 3 thập kỷ. Báo cáo CPI trở nên nóng và đỏ hôm thứ tư đã khiến các nhà đầu tư tìm đến các biện pháp phòng ngừa lạm phát cũ và mới do cổ phiếu và trái phiếu chịu áp lực. Giá Bitcoin đã tăng 1% và đạt mức cao kỷ lục vào sáng thứ tư, giao dịch gần 68.000 đô la Mỹ. Ether thì chỉ được thêm dưới 1%. Vàng giao ngay cũng tăng 0,8% trong khi bạc thì tăng hơn 1%. Trái phiếu kho bạc được bảo vệ chống lạm phát cũng tăng mạnh. Ừ. Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm thứ tư nói rằng chỉ số giá tiêu dùng nước này của tháng 10 đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tức là mức cao nhất trong 3 thập kỷ và tăng 0,9% so với tháng trước. Chỉ số lạm phát cao có thể khiến các nhà đầu tư tìm kiếm các khoản đầu tư thay thế có thể giữ giá tốt hơn tiền mặt hoặc trái phiếu. Cổ phiếu, đặc biệt là đối với các công ty không có sức mạnh định giá đáng kể, có thể bị tổn hại cũng như lạm phát làm cho thu nhập trong tương lai có vẻ kém hấp dẫn hơn. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và nhiều nhà kinh tế hồi đầu năm đã lập luận rằng lạm phát sẽ chứng tỏ là nhất thời, nhưng các báo cáo nóng đã khiến các nhà giao dịch đặt cược vào việc ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất vào năm 2022 lạm phát vẫn đang được gây ra bởi các vấn đề liên quan trực tiếp đến chuỗi cung ứng đại dịch, chẳng hạn như là giá xe hơi mới và cũ cao ngất trời. Nhưng nó đã lan sang các lĩnh vực khác, bao gồm thực phẩm, năng lượng và nơi ở. Chiến lược gia đầu tư là ông Andrew Smith của Dallo Capital Advisors cho biết, thị trường lao động thắt chặt kết hợp với giá năng lượng tăng và các vấn đề về chuỗi cung ứng đã khiến giá cả tăng cao hơn tất cả những điều này đang biểu hiện cho một điểm lạm phát cho thấy rằng nó không phải là nhất thời. Ông Smith nói thêm rằng, việc thịt bò tăng giá là một ví dụ cho thấy vấn đề lao động đang đẩy giá lên người tiêu dùng. Chắc chắn, chỉ số đô la, tức là chỉ số đo lường đồng đô la Mỹ so với rổ tiền tệ, đã tăng nhẹ vào thứ tư, cho thấy áp lực lạm phát đang diễn ra trên toàn cầu và niềm tin về tăng trưởng kinh tế Mỹ đang hỗ trợ đồng bạc xanh các quỹ giao dịch trao đổi phổ biến được liên kết với Bitcoin và vàng đã cao hơn. ProShares Bitcoin Strategy ETF, quỹ đầu tiên theo dõi hợp đồng tương lai Bitcoin, đã tăng 0,4%. Trong khi đó, SPDR Gold Shares đã tăng 0,8%. Thực hiện lời hứa Twitter, tỷ phú Musk bán 1,1 tỷ Mỹ kim cổ phiếu Tesla để trả thuế. Sau khi đưa ra lời hứa trên Twitter, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã bán khoảng 900.000 cổ phiếu của nhà sản xuất xe khơi điện, thu về hơn 1,1 tỷ Mỹ Kim sẽ dùng để trả nghĩa vụ thuế cho các quyền chọn mua cổ phiếu. Ông đã thực hiện quyền chọn mua chỉ hơn 2,1 triệu cổ phiếu với giá 6,24 Mỹ Kim mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty đóng cửa hôm thứ Tư ở mức 1.067,95 Mỹ Kim mỗi cổ phiếu sau các giao dịch, ông Musk vẫn sở hữu khoảng 170 triệu cổ phiếu Tesla. Ông Musk là cổ đông lớn nhất của Tesla tính tới tháng 6 và sở hữu khoảng 17% cổ phiếu của công ty. Theo nhà cung cấp dữ liệu phát xét, ông là người giàu nhất thế giới theo Forbes với giá trị tài sản ròng khoảng 282 tỷ Mỹ Kim, phần lớn nằm trong cổ phiếu Tesla. Cuối tuần trước thì ông Musk cho biết ông sẽ bán 10% cổ phiếu nắm giữ ở trong công ty trị giá 20 tỷ Mỹ Kim dựa trên kết quả của một cuộc thăm dò mà ông thực hiện trên Twitter. Gần đây, có nhiều bàn tán về lợi nhuận cổ phiếu chưa được bán ra là một phương tiện để tránh thuế. Vì vậy, tôi đề xuất bán 10% cổ phiếu Tesla của mình. Bạn có ủng hộ điều này không? Đó là câu ông Musk đã tweet vào hôm thứ Bảy. Tesla không trả lương bằng tiền mặt cho Musk nhưng đã nhận được những quyền mua cổ phiếu khổng lồ. Tôi chỉ có cổ phiếu, do đó cách duy nhất để nộp thuế cá nhân là bán cổ phiếu. Musk viết trên Twitter. Nhà sản xuất giày dép hàng đầu thế giới đối mặt với tình trạng thiếu lao động tại Việt Nam. Công ty Pucheng Corp của Đài Loan, nhà sản xuất dây thể thao cho các thương hiệu lớn nhất của thế giới như là Nike và Adidas hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và gián đoạn sản xuất tại Việt Nam. Hoạt động sản xuất tại các nhà máy của Puyuan Việt Nam ở Sài Gòn, Long An và Đồng Nai, những điểm nóng về cuộc khủng hoảng coronavirus của cả nước đã bị cắt giảm kể từ tháng 7. Thực trạng này còn đe dọa tới kế hoạch tái hoạt động đầy đủ trong tháng này. Khoảng 6% tổng số nhân viên đã nghỉ việc. Lu Chi Yuan, giám đốc Puyuan Việt Nam cho biết, trong một tuyên bố sau cuộc họp giữa công ty và chính quyền thành phố Sài Gòn. Ông Lưu nói, chúng tôi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, sự chậm trễ trong các đơn đặt hàng lớn và các hoạt động sản xuất và sản xuất bị gián đoạn. Ông Lưu cũng đã yêu cầu chính quyền thành phố giúp đỡ trong việc thông báo và đăng tuyển dụng để hỗ trợ tăng cường nhân sự tại công ty, tuyên bố cho biết thêm. Cũng liên quan đến Việt Nam, tàu chở dầu của Việt Nam bị Iran bắt giữ được thả tự do trên vùng biển khơi. Tàu chở dầu của Việt Nam bị Iran bắt giữ đã được thả tự do trên biển vào hôm thứ tư, kết thúc cuộc đối đầu trên biển mới nhất liên quan đến Tehran trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới bị đình trệ. Theo các dữ liệu được phân tích cho thấy, tàu chở dầu South East đã rời một vị trí ngoài khơi cảng Bandar Abbas của Iran và đã đến vùng biển quốc tế ở Vịnh Omen gần đó vào đầu ngày thứ Tư. Con tàu đã thả neo ở đó nhưng không có tin về thủy thủ đoàn trên tàu. Người phát ngôn cho phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư đã xác nhận thông tin với hãng thông tấn AP nói rằng tàu Sothis đã rời vùng biển Iran vào đêm qua sau khi chuyển dầu. Cuối ngày thứ Tư, hãng thông tấn của nhà nước Iran xác nhận báo cáo và cho biết lực lượng vệ binh cách mạng hùng mạnh của nước này đã thả tàu chở dầu của Việt Nam sau khi hút hết dầu của Iran khỏi tàu theo lệnh của tòa án. Báo cáo không nêu chi tiết về thời gian. Các quan chức Việt Nam hiện vẫn chưa đưa ra bình luận, mặc dù trước đó họ thông báo rằng sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin về vụ bắt giữ từ Iran. Hạm đội 5 có trụ sở tại Trung Đông của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã từ chối bình luận về sự kiện lần này. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 10 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày có 7.930 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố với 12 ca nhập cảnh và 7.918 ca ghi nhận ở trong nước. Trong ngày có 1.254 bệnh nhân khỏi bệnh và 79 ca tử vong. Các địa phương ghi nhận số ca COVID-19 cao là Sài Gòn có 1.414 ca, Đồng Nai 848 ca, Bình Dương 620 ca, An Giang 450 ca, Tây Ninh 435 ca, Tiền Giang 396 ca, Kiên Giang 327 ca, Sóc Trăng 298 ca, Bình Thuận 287 ca và Đồng Tháp 274 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 992.735 ca nhiễm với 22.765 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 884.054 ca và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.620 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9 tháng 11 có 1.646.940 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy thì tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 93.962.665 liều, trong đó tiêm một mũi là 62.806.992 liều và tiêm mũi 2 là 31.115.673 liều. Trong cùng ngày, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã phê duyệt có điều kiện đối với vắc xin phòng COVID-19 Covaxin của Ấn Độ. cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Hôm nay 1 Canada bằng 0,8031 Mỹ Kim và bằng 0,6972 euro. 1 Canada bằng 18.190,313 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 81,34 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent là 82,63 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.849,17 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày 11 tháng 11 hôm nay cho tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Culture Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca, gạch chéo, bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1- 888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.